ra thì mình cũng không có thường xuyên xem TV lắm, nhưng mà nhắc tới Danh TV thì mình sẽ nghĩ tới hoặc là các chương trình âm nhạc thật là đặc sắc. Em thích những cái show truyền hình thực tế mà vui của Hàn Quốc, giống như là Running Man hay là Infinity Challenge vậy đó. Nếu mà Giang làm một chương trình mới thì mình hy vọng là sẽ làm một chương trình truyền hình thực tế, giống như là cái chương trình Tôi Dám Hát, ghê ghê sợ sợ. Mình nghĩ đó sẽ là một chương trình về làm đẹp hoặc là về giới tính, tình yêu. Em đang ế, em muốn hết ế nên bây giờ tăng thời lượng chương trình chống ế giúp em là được rồi. Danh TV hả? Có coi đâu biết. Ha, vậy thì cuối cùng các bạn đã biết đây là chương trình gì chưa? Mà dù là dẫn chương trình nhưng mà Khánh không biết đây là chương trình gì cả. Nhưng mà nghe đồn loáng thoáng hình như chương trình này tên là Awesome. Ê, Awesome là chương trình gì vậy? Rồi không biết đúng không? Không. Biết giờ chỉ có cách đi tìm câu trả lời cho biết đi. Ok, chụp hình, chụp hình đã. Đây. Dạ, theo em thì Awesome là một cái thứ gì đó rất là đỉnh, rất là hay và rất là cool nè. Awesome nó phải là cái gì đó thiệt là ngầu, thiệt là bảnh, mà thiệt là vui và lạ. Sướng quá các bạn, awesome. Phê quá mình cũng awesome. Hình như là cái này là tiếng Hàn đúng không? Sawanika. Awesome nghĩa là I don't give any some kìa. Oh no. Ê, cầm mình ra đây, Đi. Alo, alo, được chưa ạ? Anh Thanh chưa ạ? Rồi. Sau khi nghiên cứu một cách kỹ càng, chi tiết tỉ mỉ không lọt một cọng tóc nào, thì Duy Khánh xin khẳng định với tất cả mọi người rằng đây là một chương trình rất hay, rất mới lạ và rất hấp dẫn. Không tin chứ gì? Không tin thì thôi. Nói giỡn thôi, các bạn hãy cùng theo dõi nha. Yeah. Hồi 1, bức tranh tuyệt mệnh. Hoàng thượng, động vật có vú. Để ta. Có lúc như chim ngân biết câu hồn nhìn được vui ca hát, có lúc như mây ngàn lần lưng thần thơ ra chơi khắp trời. Ấy thế nhưng trong lòng nguyện sáng sớm quyết tâm vì tình yêu. Hả? Có trai. Có lúc như nghe người điên dại thì coi lòng thương xa xuyên. Kìa, không phải là một cô nương. Nguy rồi. Wow, coi bức tranh đẹp chưa nè. Quá là một bức tranh tuyệt hảo. Từ đó tới giờ ta chưa bao giờ thấy bức tranh nào đẹp như vậy. Coi nè mấy má, buổi sáng hôm ấy thấy em kẹo rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Nữa nè, dù đúng hay sai thì đứa nào vẽ sai vẫn là đứa vẽ không đúng. Đẹp quá hả mấy má? Hồi 2, câu chuyện hoàng cung. Đừng làm mây khói, mình cùng chung đôi giấc mơ.
hôm nay, Nhi Thần xin mạn phép được trình diễn một màn võ thuật vô cùng công phu. Và màn võ thuật xin được phép bắt đầu. Và sau đây, Tử Di xin trình bày một nhạc phẩm mang tựa đề Con Bướm. Mẹ em. Bẩm thưa, không phải Nhi Thần đàn, Nhi Thần không biết gì hết. Nhi Thần vô tội, tất cả là do thằng này đàn. Liệu hồn đó. Ủa? Sao ba đứa y chang vậy? Dạ thưa, chị em nhà con giống nhau lắm. Cùng nhau kéo nguyên một bầy vô đây làm nô tì. Dạ con là đứa thứ ba. Dạ bẩm thưa, nô tì là chị cả trong gia đình. Dạ thưa, nô tì là đứa thứ tư ạ. Hoàng hậu yên tâm, nó còn có mấy chục chị em nữa thôi à. Hoàng hậu sẽ còn gặp được cái bản mặt của tụi nó dài dài. Muội nè, muội á, muội tiễn cả dòng, cả họ, cả gia phả của tụi nó vào cung á. Oh my god. Unbelievable. Move. Không, tối nay em mua không có đá. Move là đi. Anh phải lấy bao bột. Anh phải lấy bao bột. Sao? Nãy giờ các bạn có một cái chút hình dung nào và hiểu được cái từ ón xàm cái chương trình của mình chưa? Tí xíu. Rồi thôi, thấy im lặng là biết không hiểu rồi. Thôi đi nè, nó quà tẹt luôn. Chương trình ón xàm là một chương trình tổng hợp từ những điều thú vị mới lạ từ cộng đồng mạng và giúp cho chúng ta có những giây phút thoải mái, thư giãn, cực kỳ sảng khoái. Chắc chắn với các bạn một điều là khi mà các bạn xem ón xàm, các bạn sẽ có những cái giây phút mà tôi nói mắc cười lắm. Cười mà cười thoải mái luôn nè. Cười thả ga, cười hiếp mắt, cười bể bụng mà cười té ghế mà. Sau khi mà té ghế xong cái đầu leo lên ghế ngồi lại. Cái theo chương trình cái mắc cười quá. Cái cười tiếp cái té ghế nữa. Không vui thôi, xin lỗi. Là dạ. Rồi à, cái gì? Trời ơi, quên này nè, rồi đưa kịch bản này quá trời thoại đi nè. Quá trời sao mà nhớ được đi nè. Nói chung khi mà các bạn xem awesome, các bạn sẽ nói chung là các bạn cứ thoải mái, các bạn thả lỏng người ra, thả lỏng nè. Đó. Các bạn đừng có gồng và đừng tỏ ra nguy hiểm. Hồi 3, thâm cung nội chiến. Từ khi hai ả đó vào cung đã làm cho nơi đây trở nên rối loạn. Thể loại đó cần phải được lên án và bài trừ, cần phải được remove. Không, em mua mai mới đá. Tao remove mày bây giờ.
Vậy là phải để thần ra tay rồi. Ngươi có thể sao? Vậy là hoàng hậu chưa biết được quá khứ bạo hành của thần rồi. Vậy thì được. Thả ra, thả ra. Bây giờ nghe ta hỏi. Mày khai không? Không, ở đây không khai. Tiếp tục giam giữ hai ả. Lãng ồ. Chỗ này nó khai thiệt, hoàng hậu ơi. Ta hỏi thêm một lần nữa. Bây giờ các ngươi. Hoàng hậu, cứu thần, hoàng hậu ơi, cứu thần. Ở đây hoài chán quá. Cũng nhớ mấy huynh nữa hả? Không biết con Tỏa giờ ở ngoài nó làm sao. Không biết nó còn Tỏa không hay là tắt rồi. Không biết là có được ăn ngon, mặc đẹp, chăn êm, nệm ấm không nữa. Hay là mình vượt ngục ra ngoài thăm nó chút xíu nha. Ờ, được á. Nhưng mà đi là vô liền nha. Đúng rồi, phải vô liền chứ. Ra nhiều quá cũng ngại. Đi. Sao mụ chui ra hay vậy? Mình đi. Chơi xích đu đi tiểu long nữ. Ừ, đu đi dương quá. Ngủ hả kìa. Tiểu yên tử. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một gương mặt rất đặc biệt, rất quen thuộc với các bạn trẻ. Đó chính là anh Quỳnh Lập, thành viên của nhóm Giam TV. Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Lập, mình là thành viên của nhóm làm phim trẻ Giam TV. Hôm nay mình xin đại diện nhóm xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn có một cuộc sống đầy vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Các bạn biết không, nhóm làm phim Giam TV gồm có 10 thành viên. Giam TV cũng như là một xã hội thu nhỏ đó, trong đó có rất là nhiều tính cách, nhiều ngoại hình, nhiều cách ăn ở, nhiều cách ăn mặc, nhiều cách make up hóa trang, rồi kể cả màu tóc, kể cả màu mắt, rồi cách ăn nói cũng khác nhau nữa. Nói chung là nhóm có 10 người, thấy không? 10 người khác nhau, một xã hội thu nhỏ. Các bạn muốn biết như thế nào thì các bạn cứ liên hệ với nhóm ha. Các bạn muốn biết cái gì các bạn cứ lên fanpage của nhóm Giam TV. PM hỏi cái gì cũng được, nhưng mà còn có chuyện là Giam TV có trả lời hay không thì Khánh không có biết. Nhưng mà có trả lời. À, có trả lời hả? Rồi, ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những câu hỏi của chương trình Awesome dành cho nhóm Giam TV nha. Lý do khiến các bạn lại đặt tên nhóm là Giam TV? Đơn giản thôi. Với slogan là dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Mà mình nói là Giam TV thì nghe nó Việt Nam quá. Cho nên là muốn cho nó sang chút xíu, bỏ dấu sắc đi thành Giam TV. Giam TV. Rồi, câu hỏi tiếp theo là chuyện thần tiên xứ sở Ô Giam có phải là một cái dự án lớn nhất của nhóm Giam TV từ trước đến nay không? Chuyện thần tiên xứ sở Ô Giam được Lập đánh giá rằng là đây là một cái sản phẩm hoành tráng nhất
về mặt kinh phí, về đầu tư, về trang phục, về mọi thứ. Đây là một cái sản phẩm đầu tư nhất của Jam TV. Vậy thì không biết là làm việc chung một nhóm, một tập thể rất là nhiều người như vậy thì không biết là mình có gặp những cái khó khăn nào không? Anh Lập có thể chia sẻ đến các bạn đang xem chương trình. Khó khăn thì làm gì cũng khó khăn, ở đâu cũng khó khăn. Cái vấn đề quan trọng là mình phải giải quyết được khó khăn nó như thế nào. Thì ở trong quá trình thực hiện bộ phim này thì bản thân Lập là đạo diễn của bộ phim thì Lập cảm thấy đây là một bộ phim khó khăn nhất mà Lập đảm nhiệm về công tác đạo diễn. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình thực hiện bộ phim thì Lập bị gãy chân, cho nên rằng là về các mặt di chuyển nè, quá thân nè, diễn xuất nè, rồi make up quá trang gì, tất cả mọi thứ vân vân đều rất là khó khăn, vì mình bất tiện, vì mình bị mất đi một cái sự linh hoạt về cái sự bàn chân đôi chân của mình rồi. Bây giờ sẵn tới chương trình Awesome rồi, anh Lập có thể chia sẻ được cái bật mí cho cái dự án tiếp theo của nhóm Jam TV được không? Được chứ. Nhóm Jam TV ấp ủ rất là nhiều sản phẩm, rất là nhiều ý tưởng, như là về những cái clip nhỏ hài hài vui nhộn cũng có nè, về miền Tây sông nước cũng có nè, và thậm chí có là kể cả phim kinh dị cũng có. Và trong năm nay thì nhóm cũng có một cái sản phẩm sẽ trình mắt tất cả các bạn, đó là cũng là hóa thân và những nhân vật, và những nhân vật này cũng rất là quen thuộc đối với các bạn trẻ bây giờ. Nhưng mà chính xác là những nhân vật gì thì bây giờ Lập xin giữ bí mật cho có thể là nửa năm trở về sau thì tất cả sẽ được bật mí. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi để coi những nhân vật đó là ai, có quen thuộc hay không. Và chúc cho Jam TV sẽ được gặt hái được nhiều thành công trong những cái sản phẩm tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chắc là phải cảm ơn anh Lập, cảm ơn một thành viên của nhóm Jam TV đã tới đây mở hàng cho chương trình Awesome. Cái chương trình này mà những số sau mà ế là tôi kiếm anh Lập ở tại xứ sở thần tiên. Không ế đâu, đây là chuyên gia mở hàng là đắt hết. Nếu như vậy thì rất là vui và hy vọng là Jam TV sẽ còn tiến xa hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng dành 2 phút cho quảng cáo, đừng rời đi đâu nhé. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chương trình Awesome cùng Duy Khánh. Đây là một chương trình giải trí chọn lọc với những điều hết sức bất ngờ. Và đặc biệt hơn hết, tất cả các clip được chiếu tại chương trình Awesome được thực hiện bởi các bạn trẻ Việt Nam 100%. 90%. 80%. Thôi dẹp luôn đi, trời ơi, thì có cái gì đâu mà hả? Đưa kịch bản, đưa không rõ ràng, tôi rất là sợ rồi. Tôi chuẩn bị từ 100 đến 80 sai hết trơn, thôi đi về mệt quá. Các bạn ơi, trước khi kết thúc chương trình, Duy Khánh xin gửi đến các bạn một sản phẩm cuối cùng được thực hiện bởi các bạn trẻ đến từ Jam TV. 100%. Sai đi, nói sai đi. Chắc chắn 100% nha. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Hồi năm, nhét vào chí mạng. Dừng tay, vô lụm đồ mới đi. Mày bị bom lòng mày luôn nè. Đó, thích cách nè. Thích cách mày chạy trốn, chạy trốn mày. Mày đưa đất cho tao quấn mày. Chạy đi, mày chạy luôn đi. Tự Di. Quynh làm gì vậy? Gọi cấp cứu. Không kịp đâu, đừng gọi nữa. Trước khi chết, Quynh có vài lời muốn nói. Mùi nói đi. Được ở bên cạnh Quynh, được ở bên cạnh Tiểu Yến Tử, được ở bên cạnh hoàng thượng trong cung này.
Tự Nhi, Tự Nhi. Thật sự rất vui và hạnh phúc. Tự Vi. Chưa chưa đừng, mũi chưa chết đừng lay mũi đau. Rất vui và còn hạnh phúc. Hạnh phúc và vui lắm. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Rất vui và hạnh phúc. Nó hạnh phúc tới nỗi vui vô cùng. Hạnh phúc vô cùng. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Rất vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng. Rất vui. Điện thoại đâu rồi? Mũi quăng rồi. Làm ơn làm phước kêu cấp cứu. Cứu em đau quá. Hồi 6, tổng kết. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm. Ta có các phần phan thưởng khen cho các ngươi. À không, khen thưởng phạt. Thưởng thì các ngươi đã hôi của hết rồi, còn phạt thì hoàng hậu đâu? Có thần thiếp. Theo như ta được biết thì thời gian qua hoàng hậu đã có những hành vi tội ác tày trời. Có phải như vậy không? Bẩm hoàng thượng, thần thiếp vô tội. Thần thiếp không có làm, thằng Nguyễn kia làm. Vô tội cái gì đâu mà vô tội. Trời ơi hoàng thượng, hoàng thượng nghe thần nhi nói thì hoàng thượng. Thần thiếp có lỗi. Ta hỏi vậy thôi chứ ta biết hết rồi. Hoàng hậu sẽ bị trừng trị. Anh thích em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng, em chẳng sống phũ phàng. Người ơi.